Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế và những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ông Putin không chấp thuận ngừng bắn tạm thời tại Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hôm 18 tháng 10 trong một cuộc gặp với lãnh đạo các hãng truyền thông quốc gia thành viên BRICS. Nếu chúng ta đang nói về một loại tiến trình hòa bình nào đó, thì đây không phải là những tiến trình liên quan đến lệnh ngừng bắn trong một tuần, hai tuần hay một năm để các nước NATO có thể tái vũ trang và tích trữ đạn dược mới. Tổng thống Putin cho biết Moscow đang tìm cách đạt được các điều kiện cho hòa bình lâu dài, bền vững và lâu dài nhằm mang lại an ninh bình đẳng cho tất cả những người tham gia vào tiến trình khó khăn này. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh mục tiêu của Nga là đảm bảo lợi ích an ninh lâu dài của mình. Ông nói, Nga hiểu và tôn trọng mong muốn, quyết tâm của những người bạn tại BRICS và những nơi khác nhằm giúp cuộc khủng hoảng Ukraine được giải quyết càng nhanh càng tốt bằng các biện pháp hòa bình. Moscow nhận ra cuộc xung đột là một yếu tố gây khó chịu trong các vấn đề quốc tế, các vấn đề châu Âu, kinh tế và nhiều vấn đề khác. Chúng tôi quan tâm đến việc chấm dứt xung đột càng nhanh càng tốt và tất nhiên là bằng các biện pháp hòa bình. Ông nêu rõ, tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất kỳ giải pháp cuối cùng nào cũng phải dựa trên dự thảo được chuẩn bị trong quá trình đàm phán vốn bị hủy bỏ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại nhằm chấm dứt xung đột một cách hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở tài liệu đã được chuẩn bị trong các cuộc đàm phán trong nhiều tháng và được phía Ukraine ký tắt. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc trên cơ sở này, nhà lãnh đạo Nga cho biết. Trả lời câu hỏi của một phóng viên về thời điểm mà Nga cho rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine hoàn tất, ông Putin cho rằng việc đặt ra thời hạn cụ thể sẽ phản tác dụng. Rất khó để đặt ra bất kỳ thời hạn nào, trên thực tế nó thử phản tác dụng. Chủ nhân Điện Kremlin cho hay, Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Moscow nhiều lần tuyên bố vấn đề ngỏ khả năng đàm phán với Kiev, song phải dựa trên thực tế mới về lãnh thổ, hay buộc Ukraine phải công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga. Ngoài ra, trong số các điều khoản hòa bình, Nga yêu cầu Ukraine phải cam kết trung lập, không gia nhập các liên minh quân sự như NATO, không mở rộng quy mô quân đội, không cho phép quân đội nước ngoài triển khai trên lãnh thổ. Moscow coi việc Ukraine gia nhập NATO là một mối đe dọa về an ninh quốc gia của mình. Ông Alexei Polichuk, một quan chức của Bộ Ngoại giao Nga, ngày 19 tháng 10 cũng cảnh báo khả năng Ukraine gia nhập NATO trong điều kiện hiện tại sẽ hủy hoại khả năng giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao, chính trị, đồng thời khiến việc NATO đối đầu trực tiếp với Nga không thể tránh khỏi. Kiev rút chạy hỗn loạn tại Kursk. Quân đội Nga đã được bước đột phá quan trọng tại Kursk khi ồ ạt tung đội hình xe tăng lớn, đột kích về phía đông theo hướng Malanovnaya. Bước tiến này đã chính thức tạo ra một trào lửa lớn ở phía bắc, bao vây toàn bộ cụm binh lực của đối phương. Lực lượng Kiev đang tháo chạy qua nút cổ chai dưới mưa hỏa lực của Nga. Do rút lui trong hỗn loạn, các đơn vị quân đội Ukraine bỏ lại nhiều thi thể binh sĩ đã thiệt mạng, nên lực lượng Moscow đang xử lý việc chôn cất họ. Các hình ảnh định vị địa lý mới nhất trên hướng Kupian cho thấy lực lượng Moscow cách sông Oski khoảng 1 km. Bước phát triển này có thể đưa cây cầu quan trọng Sekhova vào tầm kiểm soát hỏa lực của quân đội Nga và điều này sẽ cản trở nghiêm trọng hậu cần của quân đội Ukraine, giao tranh đang diễn ra ác liệt. Hoạt động của lực lượng Moscow cũng đang tăng đều ở khu vực Chasovia. Theo một nhà quan sát, quân đội Nga đã chiếm được nhiều khu vực dọc theo kênh đào ở phía nam. Tại Pokrov, quân đội Nga đang tập trung hỏa lực vào Sedidovo. Tại đó, các mũi xung kích của họ được cho là đã giành quyền kiểm soát hỏa lực để cắt đứt hầu hết những tuyến tiếp tế quan trọng của đối phương. Lực lượng Kiev gần như bị bao vây, thành phố bên bờ vực bị sụp đổ. Ở phía nam, ngôi làng Maximilianivka mới chiếm được, lực lượng Moscow đã có một bước đột phá khác dọc theo cánh đồng. Họ đang gần ở khu Kurakov. Phòng tuyến Ukraine tại nhiều mặt trận bị Nga chọc thủng. Lực lượng Kiev thất thủ ở Maximilianivka ngoài ô phía đông Kurakov đã được xác nhận. Giờ đây các đơn vị tiền phương của sư đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 150 của Nga chỉ còn cách cửa ngõ vào thành phố khoảng 3 km. Tại vùng Kursk, quân đội Ukraine không thể cản nổi bước tiến của lực lượng Moscow do tốc độ tấn công quá nhanh và phương thức tác chiến hiệu quả. Theo một số báo cáo, tại quận Guslovo, quân đội Ukraine đã rút lui khỏi làng Nopibut để chạy về chấn giữ các vị trí dọc đường ray xe lửa phía nam khu định cư, nơi họ đã chuẩn bị một phòng tuyến trước đó. Các hoạt động dọn dẹp đang được tiến hành trong khu vực. Tại quận Korenevo, các nhóm thiết giáp quân đội Nga đã đột phá tới Viktorovka, xâm nhập vào khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát vài km. Những báo cáo về việc Nga kiểm soát
Novoivanovka đã xuất hiện cách đây vài ngày, trong khi giao tranh vẫn chưa bắt đầu ở chính Viktorovka. Đội hình Kiev đang giữ các vị trí trên các lối vào làng. Về phía nam, giao tranh vẫn diễn ra ở khu vực Lubimovka và Lichnichklin, nơi các đơn vị quân đội của Ukraine bị bao vây, chỉ có thể rút chạy qua tuyến đường duy nhất, một nút thắt cổ chai khá hẹp ở chảo lửa của đông Tontoyslak. Trong ngày qua, đã có báo cáo về một số lượng lớn binh sĩ Ukraine từ bỏ vị trí của họ để đầu hàng. Ở quận Sucha, lực lượng Moscow đang đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi Plekhovo, nơi đối phương cũng bị bao vây một nửa. Những tuyên bố lạc quan nhất đã đề cập đến việc quân đội Nga kiểm soát khu định cư này. Ngoài ra, máy bay Nga và các đơn vị khác đang tiến hành tập kích hỏa lực và các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương ở cả các vùng lãnh thổ bị chiếm giữ của vùng Kursk và Sumy. Ukraine sụp đổ ở Ochokoy, Sukurino và Maxi Milanivka. Moscow đã tiến hành tấn công bằng tên lửa và UAV vào nhiều mục tiêu quân đội Nga ở nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Ukraine, trong đó có các sân bay quân sự phía Tây. Trên hướng Kupiansk, quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát của họ ở Kolenivka và đã đạt được những bước tiến đáng kể trong khu định cư Kolenivka. Kênh Riba cho biết lực lượng Moscow đã đạt được những thành công đáng kể trên chiến trường phía Tây Krasnovoritka trong những ngày gần đây, đẩy tiền tuyến ra xa Donetsk hơn. Trong khi các trận đụng độ vẫn tiếp diễn ở Chelan, Druhe, khu định cư Sukurino đã được kiểm soát và một số đợt xung phong của các nhóm thiết giáp Nga về phía Tây Bắc của khu định cư đã dẫn đến một bước tiến lên tới 3 km và chiếm được một cứ điểm của đối phương. Về phía Nam, Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 5 RFAF đã tiến hành một đòn tấn công bằng cơ giới táo bạo và thành công từ Ochi về phía Ochovskoye. Sau khi chuẩn bị pháo binh sơ bộ, lực lượng xung kích đường không đổ bộ vào vùng ngoại ô phía tây của ngôi làng đã dọn sạch lãnh thổ trong vòng vài ngày. Hiện tại có những trận chiến trên đường tiếp cận, cầu đường sắt dẫn đến Khurakhov. Những kết quả lớn nhất đã đạt được tại Miski Milanivka, nơi cho đến gần đây giao tranh vẫn diễn ra ở vùng phía đông ngoại ô. Theo cảnh quay, kiểm soát mục tiêu mới xuất hiện, lính xung kích Nga đã chiếm giữ phần trung tâm ngôi làng xung quanh trường học. Sau đó, họ đã giương cờ chiến thắng tại đó. Hôm qua có thông tin xuất hiện, sau đó được các nguồn tin địa phương xác nhận, các đội hình của Kiev dưới áp lực hỏa lực của pháo binh Nga đã quyết định rút lui theo từng giai đoạn, rời bỏ các vị trí ở vùng ngoại ô phía Tây. Việc dọn dẹp các tòa nhà và tầng hầm để bắt giữ hoặc tiêu diệt bất kỳ binh sĩ Ukraine nào còn đang mắc kẹt đang được tiến hành. Về phía Nam, lực lượng Moscow tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết giáp về phía đường cao tốc H-15 trên trục Heohivka-Maski-Milianivka, san bằng đường kiểm soát dọc theo con đường. Điều này sẽ cho phép tăng cường áp lực lên các vị trí của IFU ở phía Tây, Peremoha, cũng như theo hướng Daniel. Tình hình vẫn căng thẳng ở sườn phía Bắc trong khu vực Selidov. Các đội hình Kiev dưới sự che chở của các xe bọc thép đã xâm nhập được vào lãnh thổ của các nhà máy sản xuất bê tông cốt thép ở ngoại thành phía đông của thành phố, nơi giao tranh diễn ra ác liệt. Một trong những trận đụng độ, quân đội Ukraine đã phá hủy xe chiến đấu bộ binh Bratly của chính họ bằng máy bay không người lái FPV. Nga giành thêm lãnh thổ ở Donetsk. Ngày 19 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các đơn vị của nhóm tác chiến Yuk đã giành quyền kiểm soát khu định cư Zorianov ở Donetsk. Zorianov là một ngôi làng nằm cách Gronyak 2 km về phía đông nam. Việc giành được ngôi làng giúp Nga mở đường đến vùng ngoại ô của Gronyak, một thị trấn có dân số khoảng 10.500 người, nằm cách khu Khurakhov 17 km về phía đông bắc và cách Selidov 11 km về phía đông nam. Một tuyến đường sắt quan trọng tiếp tế hậu cần cho lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass đi qua Gronyak. Ngoài ra thị trấn này còn có một số mỏ khoáng sản lớn. Nếu Ukraine bị mất thị trấn này, nó sẽ tác động đến ngành công nghiệp than của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng đe dọa tới Khurakhov, một trung tâm công nghiệp quan trọng của Ukraine và nằm phía nam Pokrovsk, huyết mạch hậu cần chiến lược của lực lượng Kiev. Theo giới quan sát, Nga đang sử dụng chiến thuật siết gọng kìm ở Donetsk. Họ thường sử dụng hỏa lực áp đảo để thực hiện chiến thuật tiêu thổ, khép vòng vây từ các bên để mở đường cho bộ binh tấn công. Cách đánh này đã giúp Nga giành được thêm nhiều khu vực ở Donetsk trong thời gian qua, và giờ đây họ đang áp dụng với Pokrovsk. Ở một số hướng quân, Nga chỉ còn cách Pokrovsk vài km. Nếu Pokrovsk thất thủ, Ukraine sẽ chịu thiệt hại kép khi vừa mất đi điểm hậu cần quan trọng cho mặt trận Donbass, vừa có nguy cơ mất đi mỏ than và hệ thống nhà máy có vai trò quan trọng với ngành luyện kim của các nước. Trong thời gian qua, Nga tận dụng ưu thế về quân số và vũ khí liên tục gây sức ép lên Ukraine ở mặt trận Donbass, miền đông Ukraine,
là nơi tập trung của các cơ sở công nghiệp nặng hàng đầu đất nước và có nguồn trữ lượng khoáng sản lớn. Hiện tại, Nga đã kiểm soát hầu hết Lugan, một trong hai vùng Donbass và đang tăng tốc tại Donetsk.